Những vật liệu cứng nhất hành tinh. Nếu cho rằng kim cương là vật liệu cứng nhất trên hành tinh, bạn hoàn toàn sai lầm. Nhờ công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học đã cho ra đời những siêu vật liệu nhân tạo có độ cứng vượt trội hơn nhiều. Dưới đây là tóm tắt về 10 siêu vật liệu cứng nhất trên thế giới hiện nay theo thứ tự tăng dần. Tơ nhện. Tơ của loài nhện Darwin's Bark được coi là vật liệu sinh học cứng chắc nhất từng được biết đến từ trước tới nay. Chúng thậm chí còn dai chắc hơn gấp 10 lần sợi Kevlar, loại vật liệu đang được con người sử dụng để làm áo chống đạn. Silicon Carbon, CC. Loại vật liệu này có độ cứng chắc rất cao và đã được sử dụng để tạo nên lớp giáp sắt Chopham của các xe tăng chiến đấu. Nanos Ferrous, Nano Kevlar. Các hạt nano tí hon có khả năng tự tập hợp này là vật liệu hữu cơ cứng nhất mà con người từng tạo ra được. Chúng có thể dẫn tới việc phát triển lớp áo giáp bọc cơ thể, in ấn được. Kim cương. Loại vật liệu tự nhiên cứng nhất trên thế giới này có khả năng chống chảy xước vô địch. Quartzite, boron nitride. Đây là vật liệu được tạo ra trong các vụ phun trào núi lửa và về lý thuyết cứng hơn kim cương 18%. Tuy nhiên, trong thực tế, con người chưa từng thu được số lượng vật liệu này đủ lớn để phục vụ việc kiểm nghiệm giả thuyết này. Lonsdaleite. Loại vật liệu này được hình thành khi các thiên thạch chứa than trì va chạm với trái đất. Kết quả mô phỏng cho thấy Lonsdaleite có thể cứng hơn kim cương 58%. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng chưa kiểm nghiệm được điều này trong thực tế vì chúng quá hiếm. Dyneema. Loại chất dẻo tổng hợp polyethylene này được quảng cáo là loại sợi cứng nhất trên thế giới. Với đặc điểm là nhẹ hơn nước nhưng cứng hơn thép gấp 15 lần, Dyneema có thể chặn được đạn bay. Thủy tinh kim loại. Loại thủy tinh hợp kim này là sản phẩm kết hợp giữa độ cứng và sức bền. Nó được coi là vật liệu bền nhất trên trái đất hiện nay. Pucky paper. Vật liệu nano này ra đời từ các phân tử carbon hình ống mỏng hơn một sợi tóc người tới 50.000 lần. So với thép, Pucky paper cứng hơn 500 lần nhưng nhẹ hơn 10 lần. Graphene. Đây là một lớp carbon có độ dày một phân tử, cứng gấp 200 lần thép. Để chọc thủng một tấm graphene mỏng như giấy nhựa saran, bạn cần áp lực tạo bởi một con voi đứng cân bằng trên một cái bút chì. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.